trứng à, được một trứng là 21 nhân 21 mm, niêm mạc là 10. Hai vợ chồng quan hệ tích cực trong cửa sổ thụ thai, hôm nay là ngày 10, sao rụng trứng nhưng thử que vẫn một gạch, có khả năng nào hay không? Tháng trước cũng có thích buồn trứng nhưng vẫn tập. À, như vậy là bạn, à, bạn không cần phải quá là buồn khi mà chúng ta thi không đậu đâu. À, cái việc mà chúng ta à, theo dõi noãn, noãn đẹp rồi khi chúng ta quan hệ và ngày 10 thì gọi là điểm chưa? Phải ngày 14 chúng ta mới gọi là điểm thi ha. Rớt hay đậu vào ngày 14 sau cái ngày mà trứng nó phóng noãn các bạn ha. Thì thường là một cái chu kỳ, nếu như trứng tốt, niêm mạc tốt thì cái khả năng có thai bằng quan hệ tự nhiên trong một chu kỳ chỉ có 18 cho tới 22% thôi bạn. Do đó là 10 người đi thi thì chỉ có khoảng 1,8 người hoặc là chưa tới 2 người là mới đậu. Do đó là mình số rớt mình không có gì phải căng thẳng. Thua keo này, ta bày keo khác. Thi chưa được lần này, ta thì lần kế tiếp hai bạn ha. Tuy nhiên rằng nếu như bạn có ý định mà theo dõi noãn thì bạn nên là quan hệ cứ 3 ngày quan hệ một lần, bất kể noãn phát triển ra sao. Bạn đừng có chờ noãn phóng noãn rồi bạn mới về quan hệ, điều đó không đúng, hoàn toàn sai. Bởi vì tinh trùng, chàng tinh trùng luôn luôn phải tới trước và chờ nàng Juliet là nàng trứng đỏng đảnh tới sau. Bạn mà để cho trứng nó đi tới trước, nàng Juliet tới trước rồi thì chàng Romeo không có cơ hội gặp được nàng trứng đâu các bạn ha.